Thưa quý vị, mặc dù là ngành chịu tác động nhiều nhất bởi dịch COVID-19 và các đợt bão lũ, thế nhưng trong năm 2020, ngành thủy sản Đà Nẵng vẫn có nhiều điểm sáng với những kết quả tích cực. Đặc biệt, việc triển khai hiệu quả nghị quyết 255 của Hội đồng Nhân dân thành phố đạt nhiều hiệu quả, góp phần đẩy mạnh và phát triển nghề khai thác thủy sản xa bờ ngày một bền vững. Đợt bùng phát dịch COVID-19 trong năm đã làm kinh tế du lịch tại Đà Nẵng bị sụt giảm nghiêm trọng. Du khách cũng giảm theo, dẫn đến nhu cầu tiêu thụ thủy sản tại các nhà hàng và quán ăn giảm. Giá hải sản xuống thấp nghiêm trọng, cùng với khó khăn trong việc tuyển lao động đi trên thuyền. Cùng với đó, đầu tháng cuối năm ngư dân phải đối chọi với mưa bão liên tục, nên số lượng tàu thuyền ra khơi đánh bắt không nhiều. Sản lượng hải sản vì thế cũng giảm đi tới 20%. Cũng có một số ảnh hưởng nhất định đến với các hoạt động của bà con ngư dân. Thứ nhất ở đây là cái lượng hàng nó cũng có giảm và cái giá cả thủy sản thì do cái lượng tiêu thụ chậm, cái sức mua giảm, tiêu thụ chậm cho nên giá nó cũng có giảm. Khai thác bị ảnh hưởng còn làm sản xuất của nền công nghiệp chế biến thủy sản bị hạn chế đi rất nhiều. Hơn 20 doanh nghiệp tại khu vực công nghiệp thủy sản Thọ Quang phải điêu đứng do không có nguồn liệu để sản xuất. Đặc biệt, những tháng cuối năm giáp Tết là vụ được kỳ vọng nhất. Nhiều doanh nghiệp cũng không khỏi lo lắng về vấn đề sản xuất khi doanh thu có thể sẽ không đủ để bù vốn. Thì công ty cũng nỗ lực rất là nhiều để giữ được cái doanh số và cũng như là để giữ được cái đồng lương cho người lao động. Thì rất là mong muốn là tàu thuyền có thể ra khơi để mà đánh bắt và ngư dân để tạo là công ăn việc làm cũng như thu nhập cho người dân cũng như công nhân viên của công ty bắt đầu. Tuy khó khăn, nhưng trong năm 2020, ngành thủy sản Đà Nẵng vẫn có điểm sáng. Đó là triển khai có hiệu quả nghị quyết 255 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Với việc nghị quyết được ban hành và đi vào đời sống, đã giúp hỗ trợ kinh phí cho ngư dân bảo hiểm thân tàu, mua thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá và kinh phí thuê bao năm đầu tiên, hỗ trợ trang bị máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm và khai thác xa bờ. Nhờ đó, bà con ngư dân cũng phần nào khôi phục đánh bắt kịp thời, bảo đảm phần nào thu nhập, đời sống. Đối với thủy sản thì triển khai nghị quyết số 255 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân thành phố về quy định các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản trên địa bàn Đà Nẵng đến năm 2025. Thì từ năm 2019 đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố hỗ trợ 11,2 tỷ đồng cho 489 lượt tàu cá của 429 chủ tàu, chủ yếu hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu. Năm 2021, Đà Nẵng sẽ có những chuyển biến mới khi có thêm làn sóng đầu tư, trong đó có các doanh nghiệp về nông nghiệp, thủy sản. Cùng với đó, hạ tầng của ngành thủy sản sẽ tiếp tục được củng cố hoàn thiện. Đây sẽ là tiền đề để Đà Nẵng hướng tới xây dựng một trung tâm nghề cá của khu vực miền Trung, là bến cảng động lực phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, góp phần vào chiến lược phát triển kinh tế biển bền vững của thành phố trong thời gian tới.